Nãy giờ tám qua nhà mày không có mấy nhà, mà sao mày qua trước cửa nhà ta mày ngồi bên đây vậy Pháp? Trời ơi con buồn quá à. Vợ con á, nó gom tiền gom của con đi hết rồi Tám ơi. Ủa sao mày ngu quá vậy Pháp? Tao nhớ hồi mày thanh niên mày khôn lắm mà. Thì đó, người ta nói tránh sao cho khỏi chặng mưa gạo, thông minh cách mấy yêu giàu thì nó cũng ngu. Mà tính ra con còn hên Tám ơi. Vợ bỏ mà hơn cái gì? Vợ con á, nó gom tiền của con á, mà nó đi, nó bỏ con. Còn bạn con kìa, vợ nó gom hết tiền mà nó không chịu đi, nó ở lại. Nó đài nhỏ mà ngày mà đêm muốn chết luôn. Vậy thôi, đi về nhà đi đừng có buồn nữa. Chồng Tám cũng bỏ Tám 17 năm nay rồi nè. Chồng bỏ Tám 17 năm rồi. Ừ. 8 giờ chắc quay lại cũng gái luôn ta. Thằng ấy còn buồn quá. Tám qua nhà với con đi. Mày khùng hả dĩ Pháp? Tới tao mày mày cũng không chừa nữa hả? Trời ơi tắt đèn à, ngói như lá lá như ngói rồi Tám ơi. Trải nghiệm đi Tám. Đi Tám ơi, đi đi đi. Thôi kệ, tao cũng thử một lần. Ủa đứa nào bay? Dạ con là bé Học Lưu, con của bà Thu Đạm, cháu ngoại của ông Phú Đại. Bé Học Lưu, con Thu Đạm, cháu của ông Phú Đại. Sao mà cái gia đình dòng họ bay cái tên là lạ ha? Có ngày không có làm ăn gì hết ta? Cơm chưa? Chưa. Sao mà ông Tú Năm không cưới vợ đi, đặng cơm nước gì cho ông chú? Ông Tú Năm già quá trời, lúc mai cơm nước gì chưa vậy? Trời ơi, ông chưa có chọn ngay đối tượng con ơi. Chắc tại ông Tú Năm kén chọn quá. Kén đâu mà kén. Đối tượng ông chú Năm chọn là như thế này nè. Vợ là phải thiệt là xấu, thậm chí xấu như chó. Rồi hôi nách, ở dơ, rồi găng đống bơ, thậm chí là nó hôi mà nó hôi như xà trồn vậy. Nhưng mà mình sống chung với nó cái mình quen, còn người ta xa lạ đó ta mới tiếp cận cái người ta bá ngựa mới còn là của mình, chứ còn vợ đẹp nó bỏ chồng nó đi à, nó không sống mình đâu, xã hội nè. Ông chú thấy trời nhóc hèn chi ông chú Năm tới bây giờ không có vợ được, bị ông chú Năm tìm hàng đập quá mà. Nghe ông chú nói mà chiều nay vừa có khỏi ăn cơm luôn, lớn quá à. Sống một mình cưới vợ đẹp về nó chê mình, bỏ mình cháu ơi. Sao bay đi đâu không về đứng hoài đó vậy, có chuyện gì không? Con thấy ông chú Năm có mắc cười quá à. Cười gì bay, Gì mà một bọc vậy? cái gì nữa cái bị sệ gì chứ gì? Thế đâu mà sẽ xưa giờ có xài gì đâu. Thôi bay về đi, tao lao tao già rồi nghe, chết đi tao. Có bao nhiêu tuổi rồi thấy cũng ngộ ngộ bay. Dạ con mới 11 mà ông chú ơi. Thì mà rồi thôi đi về xíu đi bay, báo không. Bữa đó ngon lắm mà, rủ tôi đi lượm. Vậy bây giờ làm gì đứng chơ chơ đó vậy? Giờ tôi hỏi có lượm không? Gung muốn chết luôn á. Tôi chưa có làm gì luôn á, sao gung? Nghĩ sao vậy? Tí nữa mắc chinh mà không gung. Cái gì? Sợ mắc. Về giờ hẹn ở đây làm chi vậy cha? thì thử mắc một lần cho biết gì mà. Đi. Hồi hôm nè ông làm gì á, ông lục đục sáng đi mà không ngủ nghe chơi vậy? Chợ găng tôi nó nhất á. Ông á mới lớn tuổi mà găng cỏ ghê trơn vậy á. Thì nguyên nhân là bà chứ ai. Làm gì cho tôi?
Gì chứ bà cự bà chửi tôi. Tôi ngồi tôi nín thinh đó, là lúc đó tôi cắn răng chịu đựng. Trời ơi. Nhiều năm nhiều tháng quá, tôi gơ. Thứ gì chịu nổi. Cắn răng mấy mươi năm mà nghĩ sao. Để đi vô lấy kìm bẻ, tôi bẻ giùm cho. Làm gì con chó. Ủa ông ngồi suy nghĩ gì nãy giờ vậy? Nghe nói cưới vợ về để nâng khân sửa túi. Mà sửa túi đâu không thấy. Toàn là bị móc túi không. Nghĩ ta nói phải chi bây giờ mà có ai bán thuốc sợ vợ một viên 500 ngàn tôi cũng mua. Trời đất ơi, nó sợ gì đâu mà làm như nó mãn tính luôn trời. Ngủ nửa đêm mà nghe ai kêu ai cái gì cái mình cũng giật mình lên tiếng ơi ơi, mình tính đâu nó kêu mình không. Có những lúc sợ quá đó, đi nhậu vô cho nó gan lên. Tưởng sao vậy, uống ba rượu vô, tưởng tưởng nó đi về, nhìn thấy nó ngồi trước nhà một thành hai, má ơi, nỗi sợ nó tăng gấp đôi, muốn xỉu luôn. Ông Khoa, nãy giờ ông nói xấu gì tôi vậy? Ông nói gì đâu, rửa chén rồi. Ông nói rồi, rửa chén đi, tụi con thao đồ nữa kìa, tụi quét nhà đúng không? Ngồi đó ra làm gì không à? Để đi tôi làm. Rồi rồi, nhớ rồi đó, tính quay clip nữa hay gì đây? Cái áp này đẹp quá trời luôn nè. Bởi vì trên TikTok á, em trắng nõn nè, mà ở ngoài giống hệt là đàn bà châu Phi. Ông nội này, ông á còn sỉ nhục tôi nữa. Chứ tôi nói không đúng hả? Chỉ áp cho cố vô. Để mà làm, tuy rằng coi clip bà mà tôi mơ hình tưởng bóng trên kia không à. Còn nhìn ở ngoài thấy muốn bệnh luôn. Đôi luôn rồi, nói đúng quá mà. Rồi, dẫn luôn rồi. Ủa, anh đổi nón tính đi đâu vậy? Trời ơi, tôi ra ngoài ấp nè, người ta là phong cho tôi cái chức là phó thường gian Nam Bộ, cấp cho tôi cái giấy. Cái chức đó lớn dữ không? Tiền lương nhiều không? Chức nó nhỏ xíu à, có lương bổng mẹ gì đâu. Bởi vì người ta là dân thường. Còn tôi là phó, nhỏ hơn dân thường nữa, phó thường gian Nam Bộ. Lương bọc mẹ gì đâu. Bây giờ nói tóm đây là đồng ông cho tôi là sợ vợ nhất thế gian. Trời mang cái tiền vợ giữ chơi. Nhỏ hơn dân thường nhưng mà dân thường nó còn giữ tiền. Tôi nhỏ hơn cũng có đồng bạc nào đâu. Là mày trong nội đi cháu xấu nè. Cái gì đó. Ông làm gì hồi nãy ở ngoài lỗ thằng kia nó giữ ông khốn nạn mà ông nín thinh gì? Ông làm như không có chuyện gì xảy ra cho vậy. Ủa nó nói gì đâu có gì đâu. Nó nói tôi khốn nạn là người khốn khổ và hoạn nạn. Chứ có gì đâu. Là người đáng thương á, người khốn khổ hoạn nạn thôi. Thấy không? Có gì đâu. Trời ơi trời, nó chửi ông đó ông nội. Ủa gì là chửi sao? Trời ơi, tôi tính đâu là nói tôi người khốn khổ hoạn nạn chứ, bị khốn nạn. Khốn thì khốn khùng, khốn khổ, nạn là hoạn nạn. Ủa trời, cái thằng này thằng sang si ha.